từ sự khi còn gặp những người bất thiện và gặp những người không có lợi ích gì cho việc tu hành hay học pháp nghe pháp thì con tránh xa họ né họ ra có đúng pháp phong sư à, họ gặp con cứ bắt nói những chuyện bất thiện hoặc những chuyện khó nghe nhưng vì phép lịch sự con phải đứng lại để nói chuyện với họ nhưng có những lúc con muốn thẳng thắn nói với họ rằng con không muốn nghe những chuyện này. Con xin sư cho con hướng giải quyết là nên thẳng thắn nói với họ là tôi không muốn nghe những việc này hay phải lịch sự đứng nghe họ nói hả sư? Có nhiều lúc con gặp phải những người bất thiện, con chỉ muốn trốn thôi, con sợ tâm con sẽ sanh tâm ác xấu. Ở trong mà bằng Gala tức là kinh 38 pháp hạnh phúc có một câu như thế này đó là tránh xa những kẻ ác là hạnh phúc tối thượng tức là những cái kẻ mà ngu những cái người không giữ giới những cái người mà bị ô nhiễm mà mình tránh xa họ ra thì đây là hạnh phúc tối thượng thành thử cái chuyện mà mình tránh họ mình không gặp họ đó, thì nó không có cái gì là sai ừ, không có gì là sai bởi vì đức thế tôn có đề nghị tránh xa những kẻ ngu đó trừ trường hợp mình có thể hóa độ cho họ có thể giúp đỡ họ thì khi đó mới tiếp xúc còn nếu không thì phải tránh ra à, như trong kinh pháp cú đó, nếu như không gặp người bằng mình Gặp hơn mình, thà là đi một mình chớ gần người kẻ ngu, gần người trí như gần người thân, mà gần kẻ ngu như gần kẻ thù. Rồi như trong Trung Bộ Kinh Đức Thế Tôn có đưa ra một ví dụ, cái con rắn nó bò qua một cái đống phân. Dù cho nó không có ăn phân Nhưng người nó vẫn bốc mùi hôi Khi mà một người đó gần gũi những cái kẻ ngu, những người thiếu trí Dù cho chính bản thân họ không làm những điều ác Nhưng họ cũng sẽ chịu cái sự tai hại do những kẻ ngu gây ra Cho nên cái chuyện mà mình tránh những cái kẻ ngu nó không có cái Nó chỉ có lợi chứ không có hại còn trong những trường hợp mà mình tiếp xúc với những người mà cũng không có đến mức cũng không có đến mức thì nó có những cái cách nếu như quý vị mà muốn cho họ là không có lôi mình vào những cuộc nói chuyện đó nữa đó nó có một cách như thế này đó là gì nói câu trước câu sau hễ mình mở miệng ra là mình đem chánh pháp là mình nói cái việc cứ làm đi, cứ thể mà mình mở miệng ra là mình đem pháp ra mình nói, không phải là mình đem pháp là mình giảng cho người ta nghe, mà một cứ câu nào mình nói ra là đều phải căn cứ theo pháp hết. Ví dụ như người ta đang nói là, ờ hôm nay uh, đi chơi đi, đi chơi đi chơi có cái chỗ này là massage đã, lắm nè. Uh, mấy em mà xinh tươi, Xin ví dụ, uh, thì khi mà họ hỏi ý kiến mình thì mình nói nhưng mà cái người phật tử tại gia mà làm mấy chuyện đó thì chỉ có tạo ác nghiệp thôi phạm cái giới tài dâm người tới hồi mà mình đi địa ngục đó, thì ai lo cho mình Đấy. rồi nhất là người nam ha, mà mình phạm cái giới này đời sau kiếp khác là mình thành người nữ đương nhiên là mình nói họ sẽ rất là khó chịu chắc chắn họ sẽ rất là khó chịu Ờm... À, và mình hoặc là quý vị có thể nói những cái những cái cái mà họ không đến mức họ phản cảm không đến mức họ khó chịu nhưng mà chỉ đơn giản là họ không muốn nghe đơn giản họ không muốn nghe à, ví dụ như là có lần khi còn là tại gia cư sĩ thôi à, có lần mấy bà mấy cô mà ngồi tám chuyện với nhau rồi hỏi ý kiến ý kiến của sư khi đó sư còn là cư sĩ ờ cái này thấy làm sao này, tại không có thích nói không thích nó xấu sau lưng người khác cho nên là cũng không có ý kiến tự nhiên là mấy người kia họ im mà quý vị tin đi chỉ cần mà quý vị chỉ cứ mở miệng ra là quý vị chỉ căn cứ mà nói theo pháp không thôi ừ từ từ người ta tránh mình người ta tránh mình ờ ta sẽ không có nói chuyện với mình ta nói chuyện với mình một là nói về pháp hai là thôi mà từ từ riết rồi như vậy thì họ sẽ tránh ừ. ờ, thành thử nó cũng là một cách nó cũng là một cách